vẫn lại tiếp tục bàn giao cho ông anh là ở đâu nhỉ? Ở Quảng Linh. Khu nào Quảng Linh anh? Đầm Hà. Đầm Hà Quảng Linh. Đây này em sẽ hướng dẫn cho anh vì anh chắc cũng chưa va chạm về máy đúng không? Đây anh nhìn cái dàn phay này thì rất chi là đẹp. Anh thích cái bộ dao này. Dao thì nó gần như là chưa chạy. Đấy. Đây họ sẽ lắp vào thử cho anh ngon lành hết nhá. Xong anh nhìn ở đây xong là như thế nào xong rồi về nhà một cách mà nắp tháo ra nhá. Chứ không là sâu rồi anh không biết cách làm đâu. Đấy. Máy rất chi là đẹp. Đấy, cái này là tháo lắp nhanh. Anh chỉ lùi và sập phát là được thôi. Không cần về nhà mà lắp cái bánh tì vào đây. Lùi nữa lên lắp cái kia vào cháu. Lắp cái lắp mô vào phát thì lên thì nó mới được. Đấy. Và lấy cái chốt nhỏ đây xem nào. Chốt to đó. Đấy. Lùi vào là sập phát là được vì có cái này này. Đấy, xong là sập cái này xuống là được. Nó hít vào. Lắp cái kia phát là bắt đầu kéo lên phát là tự nó sọc vào. Không phải giữ. Đấy, như bên kia là được rồi đấy. Đấy, bên này thì cũng ok rồi đấy. Đấy, lắp mỗi kia vào là lắp cắt đăng vào là xong thôi. Nhá. Tí nữa em đưa cho bánh tì tiếc là chốt bánh tì anh lắp vào đây. Dài thì cái này nó rút được ra này. Rút ra được. Để gạt, nếu mà phay nước thì để nguyên cái này để mình gạt cho nó phẳng. Đây là để nguyên cái miếng này. Thì anh rút cái này run ra ngoài được. Rút ra ngoài được, đây được luôn. Đấy, đây nắp vào, ô vẫn cái đấy. Lấy cái zin của nó, lấy cái mới bãi của nó đây. Đi đây mà hướng dẫn qua mấy thứ thôi. Nếu mà anh dùng cái điện kia thì tí nữa em đấu cái mát miếc vào thì mới dùng được. Nhá. Đấy, xong tí nữa em cho thêm một cái cơ nữa. Về nhà mà chập tròn thì anh lắp vào. Để lắp vào luôn. Đấy đấy đúng không? Đấy. Lên đi. Được rồi. Xong ba. Rồi lắp cắt đăng vào là xong không? Thôi. Thôi thôi. Nốp lát này là rất chi là đẹp rồi. Con này là nó vùng nó chạy nước là nó có cái bánh này đấy. Đầm Hà Quảng Linh. Hôm trước anh bắt thay mới tinh. Đây là thợ là sẽ kiểm tra cho anh nhớt nhớt đầy đủ. Đó. Nhớt phay, cái phay này là đổ cả hai chỗ nhớt đấy nha anh nhá. Đây là một chỗ là ở đây này và một chỗ đấy. Nên về nhà phải để ý cả cái chỗ nhớt ở đây, nhớt đây nó không có là nó sủ nó hỏng ấy. Đây thợ lắp vào thử thì cho anh ngon lành hết. Ben lên nước chỉnh cho nó êm du thì là được. Đó. Mà lắp cái dàn phay vào xong đây này anh ơi. Lắp dàn phay vào xong các thứ là anh phải căng hết hai bên này nhá. Tí nữa em đưa cho cái u to, cái u bé này không chịu được đâu nhá. Đấy, cho thêm. Tháo ra thay luôn cái u to vào. Lỗ máy lên đi. À chưa chưa có nhớt. Rất chi là đẹp. Đổ đến đây là đủ này anh ơi. Như nhớt là đổ ở đây nhá. Đấy, em tháo ra là đổ ở đấy là chảy đấy ra là ok. Quay cái chiều vỡ lên trên. Đó, quay chiều vỡ lên trên thì mới được. Chỗ này xong. Nhớt ở đây. Nhớt đây đổ thêm mà. Vẫn còn nữa là đổ thêm mà. Nhớt mới hết. Đi ở đây em hướng dẫn cho sơ qua không? Về nhà anh không biết đâu. Đây nhá, cái cắt đăng này là tháo ra tháo vào là anh biết cách làm lắp chưa? Đây là anh phải bóp cái này này. Bóp này thì mới rút được ra nhá. Vâng ạ. Lúc nào nó lồi ra như thế thì mới được. Chứ nó chưa lồi ra là không được đâu. Với đây cái đĩa đây em bảo qua những cái này. Vì anh chưa chạy máy bao giờ. Cái nọc này thì mình tí nữa em sẽ cho một cái nhá. Một cái nọc này là nọc nhớt động cơ. Anh hiểu không? Đây là nhớt động cơ. Còn đây là lúm xả e này. Xả e tắc dầu các thứ. Thì là anh cứ hay vào kênh của em anh xem là anh phải tháo cái đường này ra nhá. Xong có một đường dầu từ bình nó xuống cái cốc nọc này. Nhá. Thì là anh lấy tô vít anh tháo ra anh thông ngược nó lên lúc nào nó chảy ngon nghẻ là được. Là bắt đầu đây là cái lúm là cái này là cái khóa rầu này. Ấn vào trong là khóa, ấn dọc nó xuống này là mở. Đấy, xong là lúc nào mà dầu mà nó rút cái đường này ra mà dầu nó chảy ở cái đường này nó chảy đều thì mình phải vặn chặt cái này vào.
thì là đè một phát lổ ngay. Chứ mà mình mà không dầu nó chưa ra đến đây mà anh cứ đè là nó rất hại cái bơm cao áp này nhá. Đấy, cái dây này nó là cái dây ở bên Nhật là nó là báo axit, anh hiểu không? Vâng. Còn cái dây này là dây để tí nữa em đấu vào đây để nó mấy cái này nó mới hoạt động được. Không đấu cái đấy vào là cái nghiêng ngả là không hoạt động được đâu. Đây tí nữa em thử cho cái cả bình xem nó có phát điện hay không. Mấy cái này thì anh phải để ý. Đây là cái này tí nữa không tháo cái này ra. Con cho bác cái đầu vòi kia kìa. Đấy. Cái đấy thì để cho cái cầu trước nó đỡ hỏng. Tí nữa em cho bộ phớt cầu trước này. Nhá. Cho bộ phớt đầy đủ. Về nhà giò thì anh thay. Ừ đấy, cho bác cái này vào xong buộc nó kẹp vào đây. Thì nó thoát hơi cái cầu trước nó đỡ hỏng. Nước thì chỉ đổ vào đây nhá. Chứ đừng chạy nóng cho anh thò mặt vào đây đổ là nó phù thò mặt đấy. Mấy hai cái này thì thỉnh thoảng mình phải bỏ ra, lấy kìm rút đây ra vệ sinh nó đi. Lưới đấy. Còn nhớt là anh phải thay ở đây này. Mở lắp này ra. Thay 5 lít nhá. 5 lít. Nhưng mà thay là phải tháo ốc, là tháo hai bên đáy này nhá. Bên này và bên này. Nó có hai con. Tháo sạch ra xong bắt đầu mình lại phải vặn chặt vào là phải vặn thật chặt đấy, không nó giò ra là đôi lúc mình chạy nóng thì nhớt nó mới chảy ra là hết nhớt, là vứt động cơ đi đấy. Còn đây là cái thước thăm nhớt là kiểm tra ở đây, nó lên cái vạch trên này là đủ đấy. Củ phát này thỉnh thoảng nó trùng thì là anh nới đây ra anh tăng được nhá. Đấy, nó trùng cái dây này, này nới ra tí như này là cũng được rồi, căng quá thì nó hại bi. Đèn điếc là đầy đủ. Còn những cái điểm mà cái củ đà này thỉnh thoảng mà nó kêu tạch tạch đấy, hoặc là mình dẫm sâu ấy, nhiều bác là điện cho em là dẫm sâu mà nó mới lỗ được ấy, thì anh tháo cái miếng này ra này, một cái miếng này ra, anh lấy cái cà lê 14 anh tháo đúng con ốc 14 ở chỗ này, lấy cái gì gõ cái mô bin này nó lui xuống, nó có cái mô bin để mình dẫm lên là nó đẩy vào cái cục mô bin này lên nó mới tiếp điện được vào, thì là sẽ đè lỗ ngay nhé. Đấy, thế thôi. Còn nốt nước này bơm 2 cân. Đấy, bây giờ em lắp vào em thử cho anh cả củ phát. Lắp vào thử củ phát mới cả lắp cái mát nghiêng ngả vào cho anh đấy đầy đủ vào. Lấy cái băng dính với cả cái kéo cắt đấu cẩn thận cho bác về, bác chỉ việc làm thôi. Không phải động chạm gì cả. Còn tí nữa lấy cả hai cái con bảo vào lấy hai cái chốt cho bác đầy đủ chốt vào. Không bác ở xa bác không có đâu, con đi cẩn thận lên xe đấy nhá con nhá. Để ý đấy. Để ý xe cộ. Đấy còn lồng đây, lồng lên rồi. Còn cái bừa nữa, xong tí nữa là cho cả xe máy lên là về nhà là lên xe về thôi nhá, không phải đi xe máy từ dưới đấy mấy trăm cây xuống đây làm gì. Cho nó mệt ta. Đấy, tí nữa là đây thợ sẽ đấu cho ngon nghẻ hết. Xuống đấy lái xe sẽ hướng dẫn cách chạy, anh biết chạy chưa? Biết rồi. Biết rồi, rồi. Con máy nhỏ kia. À vâng, thế thì cũng biết về máy rồi. Và là chỉ có chạy thôi. Lấy từ đầu năm đấy. Vâng. Kia đưa cho xem có ấy không, đưa cho chú là chú quấn. Con gì? Ở nhà chạy con máy bao nhiêu? 225. Ở đây chạy thì nóng. Về nhà loại đấy cho cái bô đứng lên thì chạy thì nó sẽ bền, khỏe hơn. Rất chi là đẹp. Rất chi là nhiều máy. Đủ các loại. Từ hôm nay hàng nhà em về đợt này về nhiều lắm. Hai công nữa chuẩn bị về đấy. Toàn hàng hệ đấy. Đây từ dàn phay đẹp đấy nhá. Dàn này nó phay tít. Nhông trên trong dưới to với nhau phay tít. Nhưng mét 6 là kéo hơi nặng đấy. Mét 6 thì hơi nặng. Rất chi là đẹp. Nặng mạng, tháo cái cánh ông thử cái củ phát cho, tháo cái cánh ông, tháo đầu bình ra cái. Đấy, tháo bên này ra được. Đấy, cẩn thận tay đấy, đấy vừa đâu này chạy bóng. Cái đấy nó cậy lên cơ, thôi được rồi tháo bên kia đấy, Phúc ơi bỏ tay ra đi. Ghê đó. Đấy. Đấy, ở đây thì nó như thế nào mình xử lý được. Chứ còn về nhà mà không may mà nó không phát điện ra là mình rất chi là khó. Mình lại đi
lại nó khổ quá. Lưới ốc ra, kéo tay chân cẩn thận đấy, rồi nó chạm vào. Đấy, về găng ti. Cái đấy nó cậy lên cơ. Đấy, được rồi. Đấy, đây là tháo đầu bình ra rồi này anh này. Đây, tháo đầu bình ra nhá. Đấy, đèn vẫn sáng bình thường. Còn đây là thợ lắp cái mát này vào thì mới chỉnh nước ngã cái đường nhá. Đấy, ok rồi. Đây, quay thử. Thôi rồi, lắp vào đây, lắp cánh vào đây. Thôi, thôi, được rồi, con đi ra. Ui, tí nữa lắp cánh vào. Ui, rồi anh thợ lại là ấy. Em du. Dàn đẹp. Em du. Em du như đứt xích. Thôi được rồi, lên xe đi. Giờ đẹp rồi đấy. Quay hãm lại không? Hãm lại không? Lên cao quá rồi tay để ý. Đấy, cao quá hay sao ấy. Này, kêu ê ê đấy. Thế cỡ chưa? Thế được rồi đấy. Cao đấy. Con này lên cao ấy. Được rồi. Ấy lên đi, phúc lên khênh lồng mà. Khênh lồng mà hít ấy này. Trợ lực lái. Đẹp xuất sắc. Đèn điếc đầy đủ. Xe to này, trong tí nữa anh để xe máy lên xong rồi về. Ngồi nữa phải đi ấy. Hai cầu đừng phát lên ngay. Lên xe. Một em. Ừ. Đấy, lại tiếp tục tháng 7. Mấy anh ở tận trên khu nào nhỉ đại ca nhỉ? Cầu Ca. Cầu Ca Phú Bình Thái Nguyên. Đấy, anh cũng vừa xem kênh xong là bảo là cái giá máy tháng 7 này rất chi là rẻ. Rẻ hơn gần chục triệu so với những cái tháng khác. Anh cũng xuống anh đặt tiền. Em 26 một cầu. Đến tận sang tháng sau anh mới lấy. Đấy. Bây anh lấy cái con vào con lấy nọ sơn cho anh đi đánh dấu vào đi xong bật đèn biết. Đây rồi. Đấy. Đánh dấu lốp láp trước lốp sau. Rồi máy móc chụp hết vào. Sơn xong bắt đầu chụp vào. Xong về nhà thích lấy xăng pha sơn mình lau phát là ra ngay. Tí nữa con vào con thiết kế cho chú đấy cái nắp này nhá. Ok chưa? Ok ngay. Đi cẩn thận con nhá, xe đấy, cứ đánh dấu bơm kim này này. Bơm này này. Bơm này này. Đấy, xong tí lấy điện thoại mình chụp vào. Bình cho bình mới nhá. Nhớ không? Tí nữa cháu lấy luôn cái bình mới lắp vào đấy luôn. Không thì hôm nào lại quên này này. Hả? Ừ thì tùy thôi, cái bình Nhật này thì đôi lúc nó rất bền thì là nó rất bền. Nhưng mà sợ mỗi cái là đây này, bơm này, này. Đấy, đấy, hay bơm kim kia đấy. Đánh dấu vào xong mình lấy. Đấy, được rồi, ok rồi. Quá đẹp. Ui con này tí, con này xong tí nó tháo ra để kiểm tra lại cái đèn mới lau cái nước đi. Chắc là nước nó vào đấy. Nốp nước. Đẹp xuất sắc. Kín luôn. Cả la răng. Cả luôn cả ấy luôn. Cứ phun cứ đầy vào cái này về mình chạy phát là ấy ra ngay. Không lấy điện thoại chụp vào. Vẫn cứ tiếp tục. 26 một cầu. Vì cái tháng này rẻ đấy, các bác nào có mua thì mua xong bắt đầu là đặt tiền cũng được, sang tháng sau các bác lấy. Vẫn cứ giá rẻ luôn. Cho xem sổ các bác mua. Đánh dấu phần đuôi vào. Đuôi điếc vào, đánh dấu kỹ càng vào. Giờ giếc trên mặt bàn thờ này này. Không rồi đôi lúc chả biết nhầm lẫn thế nào, đôi lúc cửa hàng này mang tiếng là rất chi là khổ là mệt. Đấy. Kiếm kiếc đầy đủ hết vào. Ừ. Máy che đầy đủ. Giờ giếc lấy điện thoại chụp vào. Bố lang. Ok chưa? Ok, nắp vừa anh Phúc để đâu ấy? Ừ được rồi, ok sẽ có cái ốp. Trong nhà có rồi. Tôi nhìn thấy rồi, tí tôi sẽ đấy lắp vào. Đây là ok chưa? Đánh dấu hết vào. Xong mua xong là lọc nhớt, lọc dầu rồi phớt trước phớt sau tôi cho một bộ. Đó.
Về nhà có gì thì ấy, đèn điếc, đèn rồi cổ phát trước tôi kiểm tra đầy đủ cho. Xong mới lên xe. Có nào xuống được mà không xuống được. Đây đèn vẫn sáng, nhưng mà đây là nó chắc nước nó vào, mình phải lau đi, không là nó ố mất cái pha đấy. Đấy, ok. Đấy. Và làm nước, xong pha cho nó sớm. Đó, nhá. Tắt chìa khóa. Con này vẫn tắt chìa khóa được đấy. Tắt chìa khóa cơ được. Phú Bình, Thái Nguyên. Máy vẫn còn rất chi là nhiều. Đây 26 lại đã chuyển thành cơ nha các bác nhá. 265 này. Cơ rất chi là ngon. Đấy. Chuyển cơ hết cho các bác rồi. Các bác chạy là rất chi là an tâm. Không phải suy nghĩ gì cả. Đấy. Có phải khênh cái tủ lạnh không anh ơi? Có phải khênh không thì em bảo thợ nó sang nó khênh cho. Vâng, vừa hảo sang khênh cái xe xuống cho bác hàng xóm. Đấy. Rất chi là nhiều. Đấy. Vẫn lại xin chào các bác. Em lại tiếp tục quay cho các bác xem. Đây là một em siêu phẩm 26R bản đủ cửa hít. Đấy. Bản đủ cửa hít đã được theo anh đại gia này ở đâu nhỉ? Đại gia Lào Cai, khu nào Lào Cai hả anh? Hả? Văn Bàn Lào Cai. Địa bàn á? Văn Bàn. À Văn Bàn Lào Cai. Đấy. Anh cũng rất xa xôi, anh xem trên kênh rất nhiều, anh xuống anh ủng hộ con máy 26. Đấy đấy. Đây là thợ đang làm. Tối mặc dù tối đến nhưng mà vẫn cứ nhà nhiệt tình để làm cho các anh ngon nghẻ để về chạy cho nó an tâm vì bọn anh ở xa. Đây là cái thứ nhất, là đây là van nhiệt, là con máy nguyên máy bãi về là ở bên Nhật, nó là xứ lạnh xứ tuyết, còn về mình là xứ nóng, thì là đa số em tháo ra. Không may là lắm con là nó kẹt cái van nó không mở được thì là máy mình nó rất chi là hại, nên về con nào em tháo ra, mà tháo cái van nền nhiệt này ra thì là mình mở cái lắp này lên thì nó sẽ làm mát ngay. Anh mở lắp này lên phát anh lổ là nó sẽ cuộn nước trên này luôn nhé. Đấy là em quay này xong về nhà các thứ gì thì thỉnh thoảng phải mở ra mà xem để ý nhá. Đây là con này thì là anh chạy mùa hè rất chi là mát, nhưng mà đôi lúc mình chạy bụi bẩn mình phải bỏ cái này ra để mình vệ sinh đi nhá. Lấy kìm rút cái này ra đấy, anh nhìn này, cái này đây này, đấy, nó kín cái này là mình không sẽ, nó sẽ không làm mát được nhá. Đúng rồi, đúng rồi, rơm Nhật đấy. Đấy, gõ này ra là nó sạch thì mình nổ máy thì nó sẽ làm mát được ngay, đúng không? Đấy. Rồi đóng đây vào. Đấy, xong lại đóng đây vào, cho đây vào. Đấy. Thứ hai là cái con này thì nó lại hơn những cái con khác, là nó sẽ có cả báo nước là một này. Báo nước, báo dầu thủy lực, các thứ nó báo hết trên ca lô kia. Đấy, đúng rồi. Đúng. Đến trên cái, còn đây là dầu số anh xoay đây này, em sẽ đổ cho anh. Đây là dầu này là rất đầy đủ rồi, con bỏ chân ra đấy, đây này, đục này đủ đấy, anh nhìn chưa? Đấy, đấy là đủ rồi đấy. Nó trên cái mắt trên này nó có cái mắt hơi sáng sáng này, nó đầy đấy. Nó đáng nhẽ nó chỉ có hai mắt, hai cái, một cái này và một cái giữa này thôi, nhưng đây là nó cũng hơi nhiều rồi đấy. Còn hướng dẫn cho anh cũng một số. Thì con này là nó hai bình dầu, mình sẽ đổ, mình đổ bình này là bình chính và đây là bình phụ nhé. Những con mà thỉnh thoảng mà nó hay bị kẹt cái, à nó bị tắc dầu thì anh phải xử lý ra như thế này cho em nhé. Đây này, đây là nó mà tắc dầu, đây là cái lúm này là lúm xả e này. Đây này, lúm này lúc nào cũng phải vặn chặt ra này. Đây là người ta chưa, lúc nào chưa vặn này, thợ người ta xúc cái lọc người ta chưa vặn, vặn chặt đây vào thì máy của mình nổ lúc nào nó cũng tròn tiếng, mà nó sẽ vào cua, nó không như là hết dầu, anh hiểu không? Còn đây là vừa tháo cái van nhiệt, nước nó chảy ra đây đấy. Còn đây là cái lọc này là lọc dầu, à lọc nhớt động cơ. Tí nữa em sẽ cho anh một cái này nữa. Nhưng cái đồ này zin theo máy thì anh chỉ xúc trước đi là vẫn chạy ok nhá. Còn đây là lọc ấy này. Cái đây là lọc dầu diazen. Thấy chưa? Quả này thì... quả này là lọc thủy lực. Vì con này là nó có trợ lực lái đây nhá anh nhá. Đấy, trợ lực lái này. Đây. Bơm trợ lực. Bộ này của nó đắt đấy nhá. Đây anh nhìn đất cát vẫn nguyên này, chưa động chạm gì nhá. Nguyên bản, tí nữa em sẽ cho anh đủ phớt. Đây này, phớt bánh trước, bánh sau này là ở xa em sẽ cho đủ hết một bộ. Về nhà mà dò thì là anh vào kênh của em là anh sẽ làm được hết nhé. Con này lốp trước cũng đẹp, lốp sau cũng đẹp rồi. Đấy. Còn muốn chỉnh cái nghiêng kia, tí nữa là anh muốn dùng cái nghiêng này thì em vẫn để ở đây cho.
xong em cho thêm một cái tăng cơ nữa nhé, cho thêm cái tăng cơ nữa về nhà từ nhà ấy. Ôi nó cất xe luôn, cất xe luôn đấy. Dàn phay đây nè, dàn phay cắt đăng này em sẽ lắp vào đây em thử cho anh ngon lành hết nhé, xong mới lên xe. Lên xe là về nhà là cứ để chạy thôi, không phải động chạm gì nữa. Mái che vẫn để nguyên này, không phải tháo nhé. Thế thôi, cháu kiểm tra nhé, cầu trước chưa? Đầy đủ hết, đây gương được đầy đủ đấy. Xi nhan vỡ thì cái này nó vướng vào đây thì không ai người ta ngắm, nó vận chuyển đấy. Mở cửa ra, còn lái thì đây anh phải để ý, mình chạy dưới ruộng thì mình phải gạt cái này ra, dẫm bên nào thì cua bên đấy nhá. Để mình cua ruộng ấy thì mình phải gạt cái giữa này ra nhá, thì mình cua bên này thì mình dẫm vào bên này, cua bên kia thì mình dẫm vào bên kia, hiểu không? Đúng không? Còn đây là ga, ga này là ga chân. Đi gặp những con máy nhỏ thì mình qua nó thì mình ga lên tí cho nó vui. Còn ga này là ga để mình đi phay, tăng tăng đến tầm nào thì mình ga chết ở đấy. Thế thôi. Rất dễ, rất thoải mái. Còn nếu mà bị lầy không ai lôi thì anh dẫm gót vào cái này. Đây này. Nhìn chưa? Đấy, đây là cái gài vi sai. Dẫm vào đây phát là nó sẽ tức là bật bật lên là không, cứ dẫm vào đấy là tự nó sẽ bới. Cũng như là bới hai bên. Bới hai bên lên. Tức là đồng. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi đó. Nó sẽ bới hai bên. Còn cái này bình thường là nó sẽ không khóa vi sai mà nó cái nào đúng rồi, nó chỉ hay một bên thôi, nó quay một bên. Còn lúc nào mà ấy thì là nó sẽ quay hai bên, là nó sẽ bới lên, vì mình đôi lúc mình chạy là không có ai lôi đâu. Ừ, tự nhảy dẫm xuống là tự nó nhả gót chân ra nó lại nhảy lại nhá, nhả gót chân ra nó lại nhảy lại đàng hoàng đấy. Kia nó thử lại đèn tiếp cho tí nữa em lại thử cổ phát tiếp cho ngon nghẻ hết nhá. Không ở xa rồi đôi lúc lại chạy, lại cứ mỗi lần chạy lại về bê bình đi thử là mệt lắm. Ô thật. Còn mái biết đây thì về anh làm cái gỗ nhé, hay gì anh ngáng qua này trên đỉnh này cho nó cao để nước nó dốc nhé, để cho nước nó dốc hết đi. Đấy. Đèn tiếp cái này nhấc lên được đúng không? Đâu cái đấy nhấc lên được. Đó, ốc hết. Nó có một cái khung đỏ này và cái này là cái bạt ngoài thôi. Đây. Đóng át. Và này không phải sấy, chỉ lệch khóa là lỗ thôi. Cái dàn này thì an tâm. Dàn này thì nó bền chắc chắn luôn. Không phải lo. Qua rồi, qua sang bên này tí. Kéo ben lên tí đi. Rồi. Lùi nữa đây. Rồi. Rồi. Lấy chốt đâu. Chốt xuống chân có pin đấy. Đấy, chân. Hai cái đấy. Bỏ chốt vật đấy. Ok. Lắp cái này vào nữa này. Là được. Được. Ô, đội này là làm chuyên nghiệp mà. Đội chuyên nghiệp này nhá. Đây, lắp lốt cái này, đút lốt cái này vào. Vào tí nữa. Quá rồi. Em ở trong khay đồ đúng không? Đúng rồi. Chốt vào đây. Là xong. Thế thôi, nắp dễ mà. Con này nó lên cao lắm. Nới cháu lới cái dài ra tí. Đây hai bánh tì. Đấy được rồi. Nắp cắt đăng vào là xong. Lắp dàn phay này xong là được căng hai bên kia nhé. Đấy. Được rồi, căng hai bên. Thì mình chạy nó không xê bên nọ bên kia thì là cái cắt đăng nó rất bền. Mà mình chạy luống nó thẳng hàng nhá. Đấy, căng hai bên đấy cho tôi cái. Cá đăng hơi dài đấy. Con này lên cao, muốn mà nó lên cao qua bờ thì anh cho lên được cái lớp trên kia nhá. Lỗ đấy, lỗ đây này. Đây này.
nhá, để cho nó lên cao chốt, chứ đừng chỉnh cái đít kia nhá, đừng chỉnh cái đít kia, em bảo rất chi nhiều người đấy. Chỉnh cái đít đấy là đôi lúc là nó đẩy qua cao quá là nó vỡ cái đít này ra là nhiều tiền lắm nhá. Mình cho cái kia căng cái đấy, căng căng không rút cái chốt trong này. Căng hết lên đổ nhớt cầu đổ nhớt phay nữa là xong rồi đây. Mỗi bên là thò ra 10 phân là quá đẹp rồi nhá. Nhẹ nhàng, không cần phải to cao làm gì, chạy thoải mái. Đấy đấy, đổ tí nhớt đấy, vào thiếu đổ thêm vào cho người ta kia. Cái này là nước, nó là nhớt đấy anh. Nhớt đặc, cái này anh cứ nhớt đặc. Mà về nhà, cái như kiểu về nhà này nhá, về nhà tôi bảo này, về nhà mình mà thay nhớt động cơ thì mình lấy mình đổ vào đây nhá. Nước vàng óng đấy, mở cái đấy ra vườn là được. Đó, thế đổ thêm nhớt vào sủ là được thôi, là ok rồi. Đó, thế thôi, rất dễ. Rất dễ, rất thoải mái. Còn cái chỉnh nghiêng này tí em cho thêm một cái nhá. Cho thêm một cái cơ nghiêng, còn thích dùng cái này thì dùng. Còn không tí em cho thêm một cái để về nhà mà nó chập chờn thì anh thay vứt cục này ra anh cho vào. Cái cục này nó chụp cục điện ấy, bấm ấy. Đôi lúc là nó hay chập chờn nhá. Cho cái nghiêng mà phát là ok thôi. Đủ chưa? Cậu xoay cảnh chưa thấy gì. Thêm gì? Cái loại này là phải đổ cả vào cái sủ này và cái xích kia thì mới đủ, mới được. Chứ không đặt đổ xích mà đây không có nhớt là cũng vứt đi đấy. Riêng à? Riêng. Đổ xích vào đây, đổ đây thôi. Thôi được rồi, đủ. Cũng phải lăng kiểm tra nhá. Đấy, lăng kiểm tra. Cái này đóng vào hay bạn nói gì? Đâu nó cao su, dí lút phát là xong luôn. Không tù được. Không tù được, cao su mà. Mút cao su mà. Đấy đi. Mút cao su. Đấy lắp vào thử tiếp cho anh ngon này. Lên xe là tí nữa có cả cầu bè hết nhá. Có cả cầu bè là về nhà là anh xe là tự xuống được. Lái xe sẽ xuống hướng dẫn cho anh mấy đường cơ bản nhá. Ra số phay, mình ra số phay. Đấy lắp hướng dẫn à, anh nhìn qua để về mà lắp nhá. Lắp bóp cái lỗ này này. Đấy. Bóp cái lỗ đấy. Về nhà mà muốn nó nhẹ máy thì anh lấy cái này dài nhá. Lấy cái thanh trung tâm này. Nó dài ra. Thì cái đầu này nó sẽ hơi ngóc lên tí, mình chạy nó nhẹ máy, mà cái cắt đăng này nó ăn sâu vào thì nó đỡ tụt, không may mình xuống sâu quá đấy. Nó tụt ra đấy. Đấy, lấy cái thanh gen đấy ra. Có búa cho hay lại đầu đấy nó bị tuét. Thử lấy búa hơi giặt giặt vào thôi. Không lấy cho chú cái búa. Không, đúng của nó chắc cái đầu của nó ấy đó. Chứ mỗi lần chỉ bóp tay phát là được. Cái nó khô quá cho bố tí nhớ rồi đây. Nó khô quá. Không, sợ nó cái đầu của nó hơi cạnh cựa gợn gợn đấy. Ấy. Rất chi là đẹp đấy các bạn, bán không ngừng nghỉ đêm hôm các thứ là phục vụ các bác là vẫn cứ là nhiệt tình. Các bác xem thì cứ ấn like và đăng ký kênh giúp em. Cửa hàng các bác cứ nhìn đúng cửa hàng này thì các bác đến ủng hộ em bán hàng không ngừng nghỉ. Đại ca này cơm chưa? Chưa. Lại cứ sạt chim thế thì chim gì? Hôm nay được lương rồi. Hai nương rồi. À. Sợ cái đầu của nó bị ấy. Sợ đầu nó cấn cấn. Không ấy thay cái con đấy khác. Đấy, cái đầu đấy. Thay con khác. Ngon. Rất đẹp. Đẹp trắng, xuất sắc. Rồi, xe đã đến các bạn. Chưa cái gì ấy. Ấy. Có một con dao lỏng.
một con dao hơi lỏng. Cho lên cao lên để vặn cái dao vào. Đưa lên này. Nó phay là chiều này anh. Đúng rồi, nó phay bổ đất như thế. Cho lên cao đi, để vặn con dao. Ừ. Thế được rồi, hết cơ rồi đấy. Thôi được rồi. Tắt đi, tắt đi. Tắt máy đi. Phung lấy cái ấy, vặn con dao này vào. Con dao lỏng à. Đây này. Đây 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 con này này. Ui lại vững một cái dây thép buộc công ở đây. Đây đây, lấy cá lê 17 đây. Dây thép buộc công vẫn còn đây. Nâng lên đưa lên cắt. Vẫn tiếp tục. Em lên đường. Lỗ rất ngon. Máy lỗ rất ngon. Cái về nhà những cái lọc gió này là phải lăn thủi đi nhá. Đó, có bàn hay không là ở mình đấy. Cái lọc gió mà anh rút ra thì ừ đấy, đâu cái lọc gió là ở bên này này, ở trong cái lọc gió của nó đấy, cái tấm này đi, không phải cái cục lọc tròn tròn này này à, hiểu không? Nó đúng lẫy của nó đấy. Đúng rồi, về giúp ta một đúng lẫy của nó rồi. Ok, cất gọn đồ vào đây con ơi, nhặt đồ nghỉ đâu. Về cơm chưa? Thế anh thợ này cơm chưa? Chưa. Ui vẫn đói à? Hôm nay ăn ra đây hôm nay hai lương rồi hả? Ui. Đi vào đây em nhặt ấy cho. Sốt chưa cho. Đấy, vẫn còn nhiều các bác tha hồ lựa chọn. Vẫn tiếp tục buổi sáng tinh mơ. Em lại bàn giao tiếp em 24 siêu phẩm một cầu rất chi là mới, các bác đến rất chi là đông. Bác mua thêm một dàn phay, máy lốp lam rất chi là đẹp. Lên xe trong lửa lốt nhà. Không ra bơm cho ông đấy tí. Tiện hơi bơm hơi cho anh đấy tí. Nhà có hơi, đỡ phải đánh đi. Các bác lấy phát hai dàn phay. Toàn dàn dao đẹp thôi. Hai dàn này mà mòn bộ dao này là cũng phải có tầm mấy chục triệu. Mấy chục triệu mòn được bộ dao này đấy. Dao mới như thế này. Đấy, dao zin của nó đấy. Con này anh bạn Nhật anh đấy chế cũng ác đây này, chống mòn này, chống vỡ hộp xích này. Đấy. Chống mòn. Rất chi là đẹp. Còn dao kia mới là dao ác kìa. Con dao đi theo dàn kìa. Dày bịch. Nhìn nó bản nó to thì nó dày đi chứ. Thôi con đốt nốt đi ông ơi. Con đốt cho các cụ đốt nốt đi. Con này khói quá. Cho lốt vào đốt xong đi. Xong rồi đổ xuống sông cho mát mẻ. Lốp. Thế lốp có mua không để tôi sang tôi làm việc giá cho. Hả? Xe đang có ông kia cua đôi đó. Ừ. Ừ vừa có qua bảo rồi. Ở ông đấy rồi. Cho ông đấy lửa chuyến xe. Đấy, chỉ là điểm bơm hơi bảo dưỡng ngon nghẻ. Rồi ông ấy, ông cho hết cả giấy vào ông đốt xong rồi ông ấy đi, ông cứ nghịch. Đã xong một em rất chi là mới con này mới. Đó.
đèo phay thì không chắc phải ấy. Lên được ngay mà. Này cứ